Thưa quý vị, trải qua hành trình 10 năm, chương trình Vì Bạn Xứng Đáng đã giúp đỡ gần 600 hoàn cảnh đặc biệt. Những ủng hộ về vật chất và tinh thần từ chương trình phần nào đã thay đổi hoàn cảnh khó khăn của các nhân vật, giúp họ có thêm động lực trong cuộc sống. Bước sang mùa thứ 11, ekip sản xuất nỗ lực đổi mới để chương trình Vì Bạn Xứng Đáng tiếp tục hành trình nhân văn ý nghĩa cùng sự đồng hành của các nghệ sĩ. Vì Bạn Xứng Đáng năm 2024 mang đến diện mạo mới với sân khấu được thiết kế theo hình trái tim, biểu tượng của sự yêu thương đùm bọc, đồng thời thể hiện những giá trị nhân văn chương trình hướng tới trong hành trình 10 năm qua. Vì Bạn Xứng Đáng mang giá trị nhân văn rất là cao. Với những hoàn cảnh khó khăn, tương lai tưởng chừng như dừng lại thì có Vì Bạn Xứng Đáng xuất hiện. Tương lai lại tiếp tục mở ra một tương lai tươi sáng hơn nữa. Đó là những gì mà Linh nghĩ rằng là nó ấn tượng, rất là quý, trân quý những cái tình cảm của Vì Bạn Xứng Đáng đã giúp đỡ rất nhiều hoàn cảnh khó khăn. Tất cả những cái nghệ sĩ tham gia của Vì Bạn Xứng Đáng, họ trước tiên phải là những người mà sẵn sàng chia sẻ và cho đi. Khi mà đến với chương trình thì họ mang đến một cái trái tim và một cái tình cảm rất là lớn đối với nhân vật. Trời ơi, giờ anh Trần Nhật anh không biết anh là ai luôn á. Anh đang căng thẳng hồi hộp đúng không? Tôi đến với chương trình này cũng với một cái tâm huyết và với một cái tâm thế là làm sao để gửi tới cho những cái bạn đang trong những cái hoàn cảnh khó khăn được giúp đỡ bằng cái phần thưởng của người chơi. Lần này là lần thứ hai My tham gia và mong rằng là với tư cách là người chơi, My muốn trả lời được thật nhiều câu hỏi để mang thật nhiều tiền về để dành tặng những người có hoàn cảnh khó khăn. Cảm xúc của Jin thì Jin cảm thấy rất là vui và rất là hạnh phúc khi mà mình tham gia góp công vào một phần nhỏ ở trong chương trình rất là ý nghĩa như là Vì Bạn Xứng Đáng, khi mà để mà mình giúp đỡ cho các trường hợp, các gia đình, các bạn khó khăn. Cho nên là Jin cảm thấy rất là ấm lòng khi mà mình làm được cái điều ý nghĩa vậy. Trong mùa thứ 11, ekip sản xuất nỗ lực tìm kiếm những nhân vật thụ hưởng xứng đáng ở khắp các địa phương trên cả nước. Câu chuyện những người chưa may mắn trong cuộc sống, gặp nhiều rủi ro khó khăn, song vẫn luôn lạc quan, nỗ lực, không bỏ cuộc, tiếp tục lan tỏa những nguồn năng lượng tích cực. Rất là nhiều những nhân vật mà để lại ấn tượng đối với ban biên tập chúng tôi. Ví dụ như có những cái hoàn cảnh như là bạn bị mất cả hai cái bàn tay. Thế nhưng mà bạn đã sinh hoạt và học tập rất là tốt, bạn ấy có thể tự lực. Cầm cây viết, cầm những cái dụng cụ mà hai người hai tay bình thường cũng có thể khó làm được những cái điều đó. Nhưng mà trên hết thì ngoài cái kết quả học tập thì bạn còn là một cái nhân vật mà truyền cảm hứng được cho rất là nhiều người có những cái hoàn cảnh giống như bạn. Nếu khi mà đón xem cái chương trình của Vì Bạn Xứng Đáng thì các bạn cũng sẽ gặp được rất là nhiều những cái nhân vật như thế, khiến cho trái tim của mình sẽ cảm thấy mềm hơn rất là nhiều. Hoàn cảnh của gia đình nhà em Tuấn rất là khó khăn. My xem cái phóng sự cảm động vô cùng. My nghĩ rằng là bản thân mẹ của em Tuấn cũng như là tất cả các thành viên trong gia đình cũng đã rất cố gắng và họ đã phải vượt qua tất cả những nỗi đau, những khó khăn, những vất vả để duy trì cuộc sống. Khi mà bắt đầu chiếu clip của Quyên lên, cái cảm xúc của mình nó đi theo từng thuyết minh trong cái clip đấy. Mỗi một cái lời thuyết minh, một cái hoàn cảnh, một cái khó khăn của Quyên tới thì lại làm mình cái cảm xúc nó dâng trào hơn. Lúc đầu là mình thấy thương cho Quyên. Khi tới cuối, từ lúc mà bắt đầu Quyên là một cô lớp trưởng, học sinh giỏi, lúc đấy mình bắt đầu mình ngưỡng mộ. Và trên chương trình em cũng nói, em cũng có xin camera là chiếu thẳng mặt em để em tâm sự với Quyên. Và em cũng nói thật luôn là em rất là ngưỡng mộ một cô gái năm nay mới chỉ học lớp 12 thôi, nhưng mà vô cùng mạnh mẽ, chịu khó và phải gánh vác quá là nhiều thứ, nhưng mà em ấy vẫn cố vượt qua xuất sắc và vẫn là một học sinh vô cùng giỏi và ngoan ngoãn. Những tấm gương sáng, những món quà có giá trị tới người cần được giúp đỡ. Thông qua câu chuyện nhân văn cùng phần chơi vượt thử thách của các nghệ sĩ khách mời, ekip sản xuất kỳ vọng tiếp tục lan tỏa mạnh mẽ thông điệp ý nghĩa về sự sẻ chia, tinh thần tương thân tương ái trong xã hội. Chương trình đã qua 10 năm phát sóng đã giúp đỡ được hàng trăm nhân vật, từ những nhân vật hưởng thụ đã có thay đổi cuộc sống, đã trở thành những bác sĩ, giáo viên, và có rất nhiều người đã thành công trong cuộc sống, thay đổi số phận của họ. Và những nhân vật đó luôn tương tác với là chương trình để giúp đỡ được nhiều cái hoàn cảnh để thay đổi số phận, có cuộc sống tốt đẹp hơn. Đấy là ý nghĩa của chương trình Cho Đi Là Đáng Quý. My thấy chương trình Vì Bạn Xứng Đáng là một cái chương trình đầy ý nghĩa và nhân văn. Và qua cái chương trình này, My cũng muốn rằng là tất cả mọi người chúng ta cùng chung tay chung sức và hãy quan tâm đến những hoàn cảnh khó khăn. Chương trình Vì Bạn Xứng Đáng sẽ đổi sang một khung giờ rất đẹp,
một khung giờ mà rất là dễ xem quý vị nha. 20 giờ Chủ nhật hàng tuần trên VTV3 Đài Truyền hình Việt Nam.